Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lành Miền Tây. Hôm nay thì Mười bắt đầu vệ sinh mít. Còn giờ thì Mười xin mời. Đây là cả nhà ơi, đây là dụng cụ của Mười. Đây là cây cưa, đây là cây cắt. Đây, như mít đây thì nhánh nè, chết nè. Nè, kiến nè, ký sinh trong đây. Đó. Bởi mười vừa cho sạch đây. Thường thì nhánh khô trong đây thì côn trùng ký sinh trong đây nè. Nếu như mà mình không cưa thì một là ở đây, hai nữa từ từ rồi nè, có sâu nè, nó sâu nè, từ từ rồi đục vô thân cái mít mình. Mười trong khi cưa những nhánh khô này thì có những chồi dược nè. Nè, chồi dược này là thường tôi kêu bằng chồi gió nha quý vị. Mười cũng cắt luôn, có cắt nè. Mười cắt chồi này xong thì cây sẽ cho ra chồi khác. Chồi khác lại là chồi hữu hiệu. Đây đây cũng chồi gió nè. Đây. Thường cho gió ra rất là nhiều cái gì. Cũng cho nụ nữa nhưng mà nụ không đạt. Đây đó, sâu nè, kiến này ký sinh vô đây nè đó. Bởi mình vệ sinh cây còn đây thì cuốn của trái mít cũng mới cắt đây, giờ mười cắt hơi sát rồi, cắt hơi sát. Trong khi mình cắt gì thì một hồi nữa có thể là nụ mít sẽ đâm ra đây nè, cũng như thế này đây, đâm ra đây nè, nhưng mà trò này không đạt rồi, mười cắt. Đây thì nhánh này thì cũng đã chết.
thường thì mít như cây này thì giờ ăn trái cũng đã hết rồi, 10 vệ sinh lại sạch sạch. Cây cũng vậy. Sâu với côn trùng ký sinh trong đây. Như cái nụ này thì mình chưa kịp cắt nữa nè, mầm nhú ra nè quý vị. Mình cắt ngang đây. Kiến quá kiến luôn. Kiến đen. Đây đây kiến trời giật luôn. Những nhánh khôn gì thì mình gom sớm nào thì tốt lấy. Hạn chế được sâu bệnh. Còn ăn náo trong cái thân của cây mít. Kiến đó, côn trùng thêm dịp sáp nữa nè nghe quý vị. Nếu như mà mình không cưa vậy thì từ từ côn trùng đồ sẽ ăn và sẽ tạo thành một lớp sỏm sẹo đây, rồi nó sẽ làm đục vô đây, đục vô đây thì làm cho cây mít mình bị thương, làm cho tiếng trùng hay là nấm phi tớp tu ga nó xâm nhập vô làm cho cái mít nó bị xì mũ.
chín dữ tợn luôn nha bà con. Đây như cây này thì muốn bà con thấy không, đủ dịch hại trên cây hết. Người để đây gom gọn, người đem ngoài kinh người đốt. Khi bà con mà gặp chọi gì thì đừng có tiếc, cứ việc cắt bỏ đi. Mình cắt xong thì cây nó sẽ cho chọi khác, mập hơn chọi mớ chọi dược. Cũng dễ quản lý được sâu với bệnh, nhất là sâu đục trái. Cắt chưa chân nó kịp sáp, nó đã tấn công lên lá này. Kiến rất nhiều là bà con nè, chứng kiến như nhánh này thì nè, cũng có diệp sáp nè tấn công lên nè, trắng trắng nè, mười cương gì thì cũng diệt được một phần mầm bệnh trong cây. Diệp sáp nè, đóng lá nè.
mình cắt tỉa này thì cũng là tạo cái không khí thông thoáng, chứ để gặm gạp quá dịp sắp tấn công. Đây thì cũng mít từ xa nè, da nụ nằm mầm mới nè, cắt một chút nè. Tới sâu đục thân cũng ẩn chư cương đây, nếu như mà sâu này ẩn cương đây thì nếu ban đêm có mưa thì con sâu nó sẽ bò lên cái trái mít của mình đục. Đây là sâu đục trái nha quý vị. Quý vị ơi, thì video là vệ sinh vườn của Mười đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mười xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu có thích video của Mười, xin cho Mười một like và một nút đăng ký. Còn giờ Mười xin chào, hẹn gặp lại lần sau.